Xin chào quý vị và các bạn nhé. Này mình nói với các bạn là như thế này nhé. Cái video này nó rất là quan trọng đối với những cái bậc phụ huynh mà có các con em của mình ý. Nếu như các bạn muốn các con em của mình là những cái người mà khỏe mạnh này, là những cái người thông minh, là những cái người học giỏi này, thì các bạn hãy xem cái video hôm nay. Hôm nay thì cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ này, nó rất dễ hiểu này. Mình sẽ chỉ ra cho các bạn nhé một vài cái mẹo giúp cho con em của các bạn ấy khỏe mạnh, học giỏi, thông minh. Mà nhé, cái điều quan trọng nhất là như thế này này. Những cái mẹo hôm nay mà mình chia sẻ, cái thứ nhất rất thực tế, cái thứ hai rất đơn giản, cái thứ ba áp dụng dễ vô cùng. Các bạn ấy sẽ thấy khác, sẽ thấy có một cái gì đó nó là biến chuyển cực kỳ nhanh. Mình nói với các bạn là như thế này này, đã là cái bậc làm cha làm mẹ đúng không? Ai cũng vậy thôi, ai cũng muốn là các con của mình ấy, con cái của mình ấy, làm sao mà cái thứ nhất nó phải khỏe mạnh. Cái thứ hai nó học hành ý, nó phải học sâu, học rộng, học biết. Nói chung là học phải hiểu, phải thông minh, học phải nhanh nhẹn, có kiến thức vào đầu, đúng không? Chứ không phải học vẹt, mà học là phải thông minh, học giỏi. Đấy, có sức khỏe mà phải ngoan nữa, đúng không? Ai cũng muốn là như vậy. Các bạn ấy hãy chú ý đến cái bàn học của các con em của mình. Cái bàn học nó rất là quan trọng. Thì như thế này này, cái bàn học như thế nào và như thế nào ấy thì mình sẽ chia sẻ một chút nữa, mình chia sẻ luôn. Thì trước khi đi vào chia sẻ ấy, thì cho mình nói được một vài lời là như thế này nhé. Mình xin được nói một đôi lời là như thế này. Thì cái đợt vừa rồi ấy, thì mình cũng có nhận được những cái bình luận của bạn khán giả. Của các bạn khán giả thì nói chung ý, các bạn ý thì cũng bình luận là khá là nhiều, về những cái bình luận rất là tích cực. Như là các bạn ý cũng có cái ý là như thế này này, nhờ những cái video của mình ý, mà các bạn biết sắp xếp lại nhá, biết bài trí lại những cái đồ vật, biết trang trí lại trong cái căn phòng của mình, trong cái căn phòng của ngôi nhà của các bạn ý, các bạn bài trí lại và các bạn cũng cảm thấy là nó hữu ích, nó dễ chịu hẳn và nó có một cái gì nó chuyển biến, nó may mắn. Cái điều đó là mình cảm thấy rất là vui. Thì mình nói với các bạn là như thế này. Cũng song song là như thế thì cũng vừa rồi thì cũng có một vài bình luận là như thế này. Các bạn muốn hỏi là mình là xin cái địa chỉ văn phòng của mình, hay là xin cái thông tin của mình để giúp cho các bạn ý, để các bạn muốn là mình tư vấn trực tiếp thế này thế kia, giúp đỡ các bạn thế này thế nọ. Thì cái đầu tiên mình cho mình được nói là như thế này, cho mình được cảm ơn những cái bạn khán giả như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn ý, các bạn là các bạn tin tưởng ở mình thì các bạn muốn tìm đến mình đấy, muốn mình tư vấn thế này thế kia. Cái trước tiên là cho mình cảm ơn các bạn nhé. Cái điểm thứ hai thì là như thế này này, cho mình được trình bày là như thế này này. Nghĩa là khi mà mình muốn mình lên đây, cái mục tiêu của mình, cái mục đích của mình ý, nhá, mục đích của mình chia sẻ về cái phong thủy như thế này này, thì cái mục đích chính của mình ý, là mình mong muốn làm sao mà để các bạn ý, tự biết, tự áp dụng. Bởi vì mình nghĩ là những cái này nó cũng rất là đơn giản, nó không có cái gì khó khăn hay là phức tạp cả. Những cái bài trí, những cái mẹo về phong thủy ý, khi mình chia sẻ ý, thì các bạn ý, đảm bảo là các bạn ai các bạn cũng áp dụng được. Thế nên ý, chúng ta không bao giờ chúng ta cần thiết ở một cái chuyện mà phải mất tiền mất bạc thế này thế kia. Và mình nghĩ cái mục đích của mình là mình cũng muốn chia sẻ để các bạn tự làm thôi, để các bạn biết thôi. Bởi vì thế này, tất cả những cái kiến thức về phong thủy ý, thì đôi khi là mình là những cái người mà mình cũng học, mình học mà miễn phí, mình đâu có mất tiền học đâu. Mình cũng học những cái người mà ở trên mạng người ta hướng dẫn, học thầy này thầy nọ, học người này người kia một cách miễn phí.
thì có những cái quyển sách, có những cái cuốn sách mà mình mua thì nó đâu đáng là bao nhiêu tiền đâu. Mình mua, mình tham khảo, mình tự mày mò, tự mình học. Nói chung nó là miễn phí. Và cái gì mình nhận được miễn phí thì mình muốn chia sẻ với các bạn là miễn phí. Đơn giản là như vậy thôi. Thì các bạn nhé, các bạn có vấn đề gì, các bạn muốn hỏi một cái gì, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới cho mình. Cái gì mình biết, trong khả năng của mình trả lời được, mình sẽ trả lời cho các bạn. Cái gì biết thì nói là biết, còn không biết thì mình nói không biết. Trả lời được, mình sẽ trả lời cho các bạn. Ừ, chứ mục đích của mình không phải là để mà đi mà kiếm tiền của các bạn, đúng không? Đấy là cái nguyên tắc, đấy là nguyên tắc của mình. Thì mình có hai cái kênh cơ. Thì có một cái kênh mà Tử Vi Nhân Tướng ấy, Tử Vi Nhân Tướng 1368, thì mình cũng ở bên kia thì mình cũng nói luôn với các bạn, cũng có rất nhiều các bạn cũng muốn là đến để xem, để nhờ mình xem là tướng số, xem tử vi rồi xem thế này thế kia không. Mình bảo là không. Thứ nhất là mình không có cái thời gian để mình, nói chung mình cái nguyên tắc của mình là không kiếm tiền, không kiếm tiền ở những cái góc độ mà như thế. Mình chỉ muốn mình chia sẻ, mình giới thiệu làm sao để các bạn tự, các bạn xem lấy cho mình, tự các bạn cảm nhận được. Mà nó là thực tế, nó là khoa học. Chứ mình không bao giờ mình chia sẻ những cái gì mà nó mang cái tính chất nó mê tín, hay là nói thế này thế kia để mà trục lợi gì ở các bạn không. Mình không bao giờ, mình chưa bao giờ mình kiếm một cái đồng tiền nào từ cái chuyện mà để mà xem cho người này người kia. Nếu như mà ở ngoài đời chúng ta mà có duyên với nhau ấy, thì sẵn sàng, nếu các bạn hỏi ấy, mình sẵn sàng mình sẽ chia sẻ hết mình. Ừ, biết cái gì thì mình sẽ tư vấn cho các bạn đến đó. Chứ mình không kiếm tiền ở cái góc độ này. Đấy là cái nguyên tắc của mình. Đấy, nói gì thì nói, thì cũng mong là các bạn hiểu những cái điều đó cho mình nhé. Nhiều khi mình nói với các bạn là như thế này, thay vì mà các bạn cứ đi mà tù mù, các bạn cứ tìm người này người kia để mà thế này thế kia, các bạn chỉ cần lên các bạn xem mình hướng dẫn nó nhiều cái, nó rất là đơn giản thôi, có cái gì đâu, nó có cái gì phức tạp đâu. Các bạn tự xem được cho bản thân mình tốt hơn chứ, sau này ấy, các bạn áp dụng, các bạn cái gì các bạn cũng áp dụng được. Hơn nữa là những người thân, người xung quanh các bạn không những các bạn biết, các bạn còn hướng dẫn cho người ta, đúng không? Chứ các bạn tội gì mà các bạn cứ phải đi gặp người này người kia, để nhiều khi là người ta, cái thứ nhất là mất tiền, cái thứ hai là chưa chắc là đã đúng. Bởi vì khi mà các bạn tìm hiểu về những cái bộ môn này thì các bạn ấy có kiến thức ở trong đầu rồi. Các bạn có kiến thức ở trong đầu rồi thì các bạn phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Mà cái này nó đâu có trừu tượng khó khăn gì đâu. Nó rất là đơn giản thôi. Nó đều là được khoa học chứng minh, đúng không nào? Thế nên ý, mình nói với các bạn nhé, nếu như mà các bạn có cái gì mà thắc mắc, bất cứ một cái gì như thế nào ấy, các bạn cứ để lại những cái bình luận cho mình ở bên dưới. Ừ, các bạn có hỏi một cái gì ấy, các bạn cứ để lại bình luận cho mình ở bên dưới. Từ những cái, ví dụ nha, từ những cái mà các bạn là mới làm nhà chẳng hạn, thì các bạn nên là cái tuổi vợ chồng các bạn như thế nào, các bạn nên cái hướng như thế nào là tốt này, hay là cái ban thờ nhà các bạn đất, các bạn để cái hướng như thế nào hay là như thế nào, hoặc là cái đầu giường các bạn nên kê hướng nào hay là bất cứ như nào, các bạn nên màu sắc gì. Đấy, chủ nhà là tuổi này tuổi kia, các bạn cứ ghi rõ cho mình. Từ năm sinh, giới tính thì các bạn ghi rõ, các bạn muốn hỏi một cái gì. Hoặc là bài trí những cái cây cảnh, những cái tất cả những cái bài trí phong thủy vật dụng như thế nào, phòng khách các bạn để cái này để cái kia có được hay không, hay là gương điếc các bạn treo như thế nào, các bạn cứ để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Mình sẽ trả lời nhé, mình có thời gian là mình trả lời cho các bạn, chứ các bạn không cần phải như thế nào nhé. Đấy, mình rất là cảm ơn các bạn hãy nhớ cho những cái điều đó, được chưa nào? Thôi được rồi, bây giờ là đi vào luôn vấn đề nhé. Bây giờ là mình sẽ đi vào luôn vấn đề là như thế này. Các bạn nhé, những cái bậc phụ huynh nào nhé, mà nhà có con cái, các bạn muốn con cái của mình, thứ nhất là khỏe mạnh này, mạnh khỏe này, thứ hai là thông minh học giỏi, các bạn hãy bố trí một vài, các bạn hãy sắp xếp, các bạn hãy thực hiện một vài cái mẹo rất đơn giản như thế này nhé. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn là như thế này. Các bạn thực hành được nhé, các bạn áp dụng được, rất dễ áp dụng, rất đơn giản.
Các bạn hãy chú ý nhé, các bạn hãy chú ý. Cái phòng của em bé nó không chỉ là nhá, nó không chỉ đơn giản là một cái chỗ mà nơi mà để mà nghỉ ngơi, mà đây lại là cái nơi mà kiểu như là còn là một cái nơi mà để mà học tập này, để mà giúp các em bé nó phát triển cái trí tuệ, phát triển cái bộ não, phát triển cái đầu óc. Nói chung ý, để mà vừa là nâng cao sức khỏe nghỉ ngơi này, vừa nâng cao cái sức khỏe của cái bộ não để mà các em ý học giỏi này, thông minh này. Và mình nói với các bạn là như thế này nhé, để mà phát triển đến những cái tư duy, những cái tính cách, những cái sự thông minh ấy, để mà kích hoạt cái bộ não của em bé mà hình thành những cái tính cách tốt ấy nhá, những cái sự mà học hỏi làm sao mà để cho các em bé chăm học ấy mà khỏe mạnh nữa, thì các bố mẹ, các bậc phụ huynh hãy chú ý nhá, hãy chú ý là cái cách mà chọn cái màu sắc cho cái phòng của em bé. Chọn những cái màu sắc làm sao mà cho nó tươi sáng. Rồi lại còn các bạn nên chọn những cái kiểu như là chọn những cái đồ dùng, những cái đồ dùng học tập, những cái tiện nghi như bàn ghế làm sao mà cho nó khoa học. Làm sao mà cho nó tiện lợi, cho nó khoa học. Thì cụ thể là như thế này, cụ thể là như thế này nhé. Cái đầu tiên thì mình nói với các bạn là như thế này này, cái phòng của em bé hoặc là cái phòng học ấy, thì luôn luôn các bạn hãy nhớ là như thế này luôn luôn nhá. Các bạn hãy nhớ là phải có cái ánh sáng và cái không khí làm sao mà cho nó lưu thông thật là tốt. Cái điều đầu tiên, ánh sáng phải đủ nhé, ánh sáng phải đủ, không khí phải đủ. Nếu có hai cái yếu tố đó nhé, đương nhiên nó sẽ kích thích cái người ta gọi là cái tích cực của đứa bé, của đứa trẻ. Nó ánh sáng và không khí nó luôn làm cho cái năng lượng nó tích cực, nó kích thích cái sự sáng tạo, dễ chịu. Cảm giác nó hưng phấn, cảm giác là kiểu như là con người ta nó tràn trề cái năng lực, cái năng lượng ấy. Chính vì thế thì mới học tập, mới sáng tạo tốt được. Cái điều đầu tiên là các bạn phải nhớ đủ ánh sáng, không khí ở trong phòng nó phải dễ chịu. Mình nói nhiều cái phòng mà các bạn mà cứ kiểu như là ok, có những cái căn phòng mà nó vừa tối, nó vừa bí, nó không thông thoáng, nó không lưu thông, cái không khí nó kém. Như thế là cũng là không tốt, đúng không? Cái điều đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai là mình nói là cái không gian phòng học nhá. Cái không gian phòng học thì các bạn hãy nhớ là như thế này này. Cái không gian phòng học không cần phải rộng. Đôi khi rộng lại là chưa tốt. Cái không gian cái phòng học ấy nó nhỏ nhỏ vừa thôi. Để nó có một cái gì nó tụ được khí, nó tụ được những cái năng lượng. Không cần rộng đâu nhá, đôi khi nó chỉ cần là một cái góc học tập thôi cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà cái quan trọng là như thế này, cái quan trọng nhất là cái bàn học của các em bé, các bạn kiếm cái bàn làm sao cho nó chắc. Và như thế này, các bạn để cái bàn ấy nó dựa vào tường nhá. Các bạn tránh là như này. Ví dụ cái cửa sổ đây thì các bạn cứ dựa cái bàn để làm sao mà em bé ngồi mà có thể là ngồi bàn học này, có cái cửa sổ đây này thì cái ánh sáng nó đầy đủ ở cái bàn học là cái đầu tiên. Thứ hai ấy là ngồi làm sao mà quay lưng ra cái cửa phòng ấy. Tránh cái trường hợp nhé, mình nói nhé, tránh cái trường hợp mà các bạn nhé, cái cửa sổ đằng sau
mà các em bé ngồi đây, xong cái bàn học đây, phía trước lại là cái cửa. Phía trước lại là cái cửa ra vào, các bạn tránh nhé, các bạn tránh bố trí, tránh bài trí cái kiểu như vậy. Bởi vì nếu các bạn bài trí cái kiểu như vậy thì đôi khi em bé có cái sự người ta gọi là mất tập trung và cứ muốn là chạy đi ra ngoài để chơi. Nhưng các bạn quay lưng vào cái cửa ra vào nhé. Các bạn quay lưng. Cái bàn học các bạn áp sát vào tường, ngồi. Cảm giác tập trung học hành nó rất cao. Có kỷ luật. Các bạn cứ để ý. Cái điều này rất là quan trọng. Các bạn hãy chú ý cái điều này. Có một cái điều này rất là quan trọng các bạn hãy chú ý nhé. Nếu như mà cái phòng của em bé hay là cái căn phòng ở trong nhà của các bạn ấy mà nó không đủ rộng ấy, các bạn hãy nhớ thì các bạn hãy bố trí một cái góc nào đó nhé, một cái góc nào đó để kê bàn và kê ghế cho em bé. Thì các bạn hãy nhớ là các bạn kiếm một cái chuông gió ấy. Các bạn kiếm một cái chuông gió các bạn treo. Cái chuông giờ các bạn treo thì nó có cái tác dụng gì? Treo ở chỗ cái góc bàn học ấy thì nó có cái tác dụng là kiểu như là nó xua đi những cái xui xẻo ấy, nó xua đi những cái mà những cái khí xấu nó xui xẻo mà nó tụ vào góc, mà nó lại có một cái kiểu như là nó hấp thụ những cái người ta gọi là những cái năng lượng tốt từ vũ trụ, nó hấp thụ những cái năng lượng tốt từ trời đất, nó sinh ra những cái khí tốt. Kiếm cái chuông gió treo ở cái góc bàn học, treo ở cái vị trí đó. Đấy, các bạn áp dụng cái mẹo rất là đơn giản như vậy. Một cái điểm nữa mà mình muốn nói với các bạn, một cái điểm là như thế này cũng rất là quan trọng này. Cái hướng phòng cho em bé để mà học ấy, nó cực kỳ là quan trọng. Nó rất là quan trọng đấy, mình nói với các bạn nhé. Mình nói nhiều khi thôi, mình không muốn là phân tích nó quá nhiều ở đây. Mình chỉ nói đơn giản là như thế này này. Ví dụ nhé, bạn là một cái người đàn ông thì bao giờ là cái năng lượng dương nó cũng nhiều. Và cái người phụ nữ bao giờ cái năng lượng âm cũng nhiều. Nghĩa là cái người đàn ông ý, thì bao giờ cũng chủ động. Tính thì ham hoạt động chủ động hơn. Và cái người phụ nữ bao giờ cũng bị động hơn, chẳng hạn là như thế. Thế nên cái hướng ý, ví dụ cái hướng nào ý, mà nó dành cho những cái người nhiều dương ý, thì cái hướng đó nó phải mát mẻ, nó phải dịu xuống. Và cái người nào ý, cái hướng mà dành cho cái người nữ nó nhiều âm ý, thì cái hướng đó thì lại phải là nhiều dương. Thì nó mới kích thích, nó mới điều hòa được, nó mới cân bằng được cái năng lượng ở trong cơ thể. Chính cái điều mà cân bằng năng lượng như vậy thì chúng ta ấy mới thoải mái được, sức khỏe mới tốt này, cái tập trung, cái sự tập trung của trí não nó mới tăng lên này. Thôi nhưng mà thế này này, để mà có một cái video nào đó thì mình sẽ giải thích về những cái vấn đề này, bởi vì những cái vấn đề này để mà giải thích thì nó lại hơi bị dài, nó hơi bị nhiều. Thì cái mục đích hôm nay mình chia sẻ cái video hôm nay ấy, thì mình muốn là nó đi vào luôn cái vấn đề để các bạn rất là dễ áp dụng. Thì mình sẽ chia sẻ luôn là như thế này. Đối với bé trai nhá, về cái phong thủy, về cái phòng, cái hướng phòng đối với bé trai thì các bạn nên chọn cái hướng đông. Nếu nhà các bạn có cái bé trai nhá, đối với bé trai thì nên chọn cái hướng đông ở cái phòng học thì sẽ là tốt. Còn nếu là bé gái nhá, nếu là bé gái thì các bạn hãy chọn cái hướng nam hoặc là cái hướng đông nam. Sẽ là tốt, sẽ là rất tốt. Bởi vì thế này này, bởi vì những cái hướng này thì không những là nó là có ánh nắng, có ánh sáng nó đầy đủ này, có cái luồng không khí tốt này,
nó vừa thoáng, nó vừa mát này, rất là dễ chịu, rất là cân bằng. Các bạn hãy nhớ, bé trai chọn hướng đông và bé gái chọn hướng nam hoặc là hướng đông nam. Cái hướng đông hay là người ta còn gọi là cái cung chấn, và cái hướng nam thì là cung ly, hướng đông nam thì là cung tốn. Đấy, các bạn hãy chọn những cái hướng như thế này thì nó có cái ánh nắng, nhưng mà cái ánh nắng của nó không gắt nhá. Nó không gắt mà nó có cái luồng khí, nó rất là dễ chịu, nhẹ nhàng cho các bé. Một cái điểm nữa mà như phía đầu video thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, nhưng mình sẽ bổ sung thêm, nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn ấy, các bạn đặt cái bàn học làm sao ấy nó tránh đối diện với cả cái cửa ra vào này, cái cửa ra vào phòng này, và tránh ấy mà các bạn ngồi ấy, mà nó quay lưng vào cái cửa sổ. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là các bạn làm sao mà các bạn bố trí, làm sao mà cái bàn học ấy, làm sao mà cái cửa sổ ấy nó áp vào tường này này, nó áp vào cái tường mà phía trên nó là cái cửa sổ thì nó có cái ánh nắng này, và các bạn ngồi ấy, các bạn có thể là nhìn được ra cửa sổ, nó cảm giác là nó có một ánh sáng, ánh nắng, đúng không? Nó thoải mái, vào các bạn quay lưng, làm sao quay lưng vào cái cửa ra vào của phòng ấy, để làm sao? Để nó tăng cái tinh thần mà tập trung. Nó tăng cái tinh thần mà tập trung cho trẻ. Các em bé ngồi học ở cái vị trí đó ấy, sẽ không bị phân tâm, không bị nhìn. Các bạn cứ để ý là bây giờ mà ngồi học mà cứ nhìn ra cái cửa ra vào thì nhiều khi các em bé bao giờ cũng hiếu động. Tự dưng lại nghĩ đến là đi chơi, chạy, đi nhảy, đi ra ngoài, đi chơi. Tự dưng cảm giác lại không muốn học nữa, đúng không? Đấy, đây là cái mẹo mà cũng rất là đơn giản. Các bạn ngồi làm sao quay lưng ra cái cửa ra vào của phòng nhá. Chứ đừng có quay lưng vào cái cửa sổ mà ánh sáng mà lại nhìn hướng mặt ra cái cửa ra vào là không đúng nhá. Các bạn hãy chú ý cái điểm này. Một cái điều quan trọng nữa này, cái điều này các bạn hãy nhớ nhé, cái điều này rất là quan trọng nhé. Cái chuyện mà bố trí cái đèn ấy, cái đèn học cho các em bé nhé. Bố trí cái đèn học làm sao mà như thế này này, cái đèn, các bạn hãy nhớ nhé, cái đèn ấy, ánh sáng ấy không bao giờ được sáng quá. Mà cũng đừng có tối quá. Đừng bao giờ sáng quá, bởi vì sáng quá ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực của em bé. Các bạn hãy nhớ, nếu như mà đèn mà sáng quá, bao giờ nó cũng ảnh hưởng đến cái thị lực của em bé. Nếu như những cái vật dụng quan trọng ấy, nếu như cái bàn học của bé gái ấy, thì những cái vật dụng quan trọng ấy thì các bạn hãy bố trí nó nằm ở bên tay phải. Còn nếu như là bàn học của bé trai thì những cái vật dụng các bạn nên bố trí nó nằm ở bên tay trái. Đấy, các bạn hãy nhớ cái điều đó. Và một cái điều quan trọng nữa là như thế này này, cái đèn bàn học ấy, dù là bé trai hay là bé gái ấy, các bạn hãy bố trí nó nằm ở bên trái thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ rất là phù hợp. Đấy, các bạn hãy nhớ. Tóm lại là như thế này. Tất cả nghĩa là như thế này.
Nói nôm na là như thế này để các bạn rõ này. Cái đèn ấy, cái đèn bàn học đừng quá sáng, cũng đừng quá tối, nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tất cả những cái vật dụng quan trọng, nếu như là bàn học của bé gái, đừng bao giờ bố trí ở bên trái mà hãy bố trí ở bên phải. Nếu là bé gái, những cái vật dụng quan trọng. Còn nếu là bé trai, các bạn bố trí những cái vật dụng quan trọng nó nằm ở bên trái. Và cái điểm chung là như này, cái đèn bàn học ấy, các bạn để ở bên trái nhá, nó sẽ là phù hợp. Được chưa nào? Đó. Vậy thì hướng bàn học là có rời này, xong rồi đèn bàn học là có rời này, rồi là những cái vật dụng quan trọng thì các bạn cũng biết rời này. Thế còn bây giờ là trên cái bàn học, trên bàn học của em bé ta để cái gì, ta bố trí cái gì? Cái điều này cũng rất là quan trọng nhé, các bạn nhớ đấy. Các bạn hãy nhớ là mình phải bố trí cái gì, trang trí cái gì để cho cái đứa trẻ nó cảm giác là nó nhìn vào cái bàn học ấy, nó kích thích được cái, nó nhìn nó vui vẻ. Nói chung là nhìn nó vui vẻ mà nó cũng kích thích được những cái trí não, cái trí óc của nó, kích thích được cái ý chí của nó. Vậy thì là như thế này này. Trên cái bàn học ấy thì các bạn nên có những cái bức tranh hay là những cái khung tranh ấy nhá. Những cái khung tranh, những cái bức tranh mà nhìn nó vui nhộn một chút. Nhìn nó vui vui nhộn một chút. Thì khi nhá, mình nói như khi mà các bé mà kiểu như là làm bài này, hay là các em bé mà tập trung học mà nó căng thẳng ấy, thì đến lúc các em dừng lại, các em nhìn vào những cái bức tranh ấy mà nó vui nhộn một chút ấy, chắc chắn là gì? Chắc chắn là các em sẽ thoải mái hơn và nó sẽ kích thích các em bé, nó thư giãn, nó làm cho em bé lại tập trung vào học hành hơn, nó không bị căng thẳng, nó tránh đi cái căng thẳng, đúng không nào? Hơn nữa là như thế này này, các bạn cũng hãy là như thế này nhé, các bạn bố trí là các bạn bày cái tháp, một cái tháp mà người ta gọi là cái tháp văn xương ấy. Cái tháp mà nói chung là các bạn ra những cái cửa hàng mà dụng cụ học tập của em bé, những cái người ta đều bán mà rất là rẻ, mà rất là nó bằng đủ mọi chất liệu. Có thể là chất liệu bằng kim loại cũng có này, bằng gỗ, bằng nhựa, rồi là bằng bằng đá. Nói chung là mọi chất liệu các bạn cứ sắm cho các em bé làm sao mà cho nó phù hợp với cái sở thích của em bé là được. Các bạn để cái tháp như thế, thì cái tháp như thế thì nó có một cái biểu tượng là như thế nào, nó có ý nghĩa là như nào. Nó có ý nghĩa ấy, là nó kích thích để em bé học ấy, càng ngày học làm sao mà để cho phát triển, học càng ngày phải càng kiểu như là nâng cao được cái trình độ của mình lên ấy. Đấy, nghĩa là không dừng, nghĩa là càng ngày nó càng phải lên, càng phải tiến, càng phải phát triển, càng nâng cao lên. Cái đấy rất là quan trọng. Cái tháp văn xương này thì nó có nhiều cái chất liệu lắm, nó nhiều chất liệu lắm, bằng đá, bằng kim loại, hay là bằng gỗ, bằng thủy tinh, hay là như thế nào, nó có rất là nhiều những cái chất liệu. Và thế này nữa nhé, nghĩa là trong cái căn phòng của em bé thì các bạn cũng có thể là các bạn bố trí cái bản đồ thế giới nhé, để các bạn treo
các bạn treo cái bản đồ thế giới ấy, hay là các bạn cũng có thể là các bạn đặt những cái quả cầu ấy, cái quả địa cầu ấy, đấy, cái quả địa cầu thì nó cũng in cái bản đồ thế giới ấy. Thì các bạn đặt ở những cái hướng như là hướng hướng đông bắc này, hay là những cái hướng mà hướng bắc, hướng đông bắc, hay là cái hướng chính tây, các bạn đặt ở căn phòng rất phù hợp, rất kích thích. Nó sẽ, cái điều này nhá, nó sẽ kích thích cái tư duy của em bé, kích thích cái tư duy của đứa trẻ. Nói chung là mình nói nhá, cái điều này rất là có lợi. Cái điều này nó sẽ giúp, nó sẽ giúp cho con trẻ, giúp cho các em bé nó có một cái sự, một cái tầm nhìn, nó có một cái ý nghĩa, nó kích hoạt để cho các em bé làm sao mà có cái tầm nhìn nó rộng lớn hơn. Các bạn hãy nhớ đấy, rất quan trọng đấy. Thế còn cái giường ngủ của em bé ở trong cái phòng, nghĩa là cái giường ngủ của em bé thì các bạn bố trí như thế nào? Mình nói nhá, ngoài cái bàn học đã là tốt rồi, mà cái giường ngủ, cái, nghĩa là cái bàn học ấy, thì các bạn bố trí hợp với phong thủy giúp cho em bé thông minh, học tốt hơn, đúng không? Nhưng mà còn cái giường ngủ ấy, cái giường ngủ làm sao mà để, các bạn bố trí làm sao mà để cho cái sức khỏe khỏe mạnh ấy, khỏe mạnh cho em bé cũng là một cái cực kỳ là quan trọng, cực kỳ là quan trọng. Thì các bạn bố trí cái giường ngủ của em bé là như thế này nhé. Các bạn nên đặt sát vào tường, đặt sát vào tường, đúng không? Ví dụ là cái đầu giường và cái thành giường một bên, các bạn đặt sát vào tường để cho nó có một cái gì đó nó vững vàng, nó cố định. Mình nói với các bạn là như thế này nhé, cái giường ngủ của em bé, về cái phong thủy cái giường ngủ của em bé thì nó lại khác, nó lại khác với cả cái phong thủy cái giường ngủ của vợ chồng. Nếu như mà là giường ngủ của vợ chồng ấy thì các bạn chỉ nên sát cái đầu giường thôi, còn hai bên ấy thì phải để cho nó rộng, nó thoáng, nó tránh cái bị tù túng, đúng không? Để bên vợ, bên trái, bên phải khi mà tỉnh dậy, đêm khuya tỉnh dậy thì có, đều có thể là bước xuống được, nó cảm giác nó thoải mái. Nhưng còn giường ngủ của em bé thì chỉ là một mình thôi, mà một em bé thôi, đúng không? Thì các bạn hãy cho nó sát vào tường nhé. Cái đầu giường và cái thành giường ở một bên, bên trái hoặc là bên phải, các bạn để sát vào tường. Để cho làm sao? Để cho có một cái gì nó vững chắc thì cái giấc ngủ của em bé nó mới yên, nó mới ngon được, ngủ nó mới ngon, ngủ nó mới yên lành được, đúng không? Và nhé, các bạn hãy nhớ một cái điều này cũng rất là quan trọng nhé. Cái giường ngủ, cái phòng ngủ, cái giường ngủ làm sao mà các bạn bố trí làm sao mà kiểu như là nó phải có cái ánh sáng, ánh nắng nó đầy đủ nhé. Đều phải có ánh sáng, ánh nắng đầy đủ để cái không khí nó lưu thông nó tốt. Mình nói nhé, nếu như cái không khí, ánh sáng, ánh nắng mà nó không có, cái căn phòng ấy nó dễ bị ẩm thấp, ẩm mốc, đều là không tốt, đúng không? Đều phải có ánh nắng, ánh sáng đầy đủ. Dĩ nhiên là các bạn đều phải có cái rèm hay cái gì đó, đúng không? Đấy là cái điều quan trọng. Hơn nữa nhé, các bạn bố trí là ở cái giường ngủ nên quay về cái hướng, cái phía bắc hoặc là cái phía nam. Nên quay về cái phía bắc hoặc là cái phía nam thì nó sẽ giúp cho em bé ngủ được ngon, được sâu. Cái giấc ngủ nó tốt hơn, nó yên hơn. Các bạn có bao giờ là các bạn nghe nói đến cái chuyện mà mình nói, cái hướng, cái chuyện mà hướng mà nằm ngủ nó cũng rất là quan trọng. Thường thường ấy là mình nói những cái từ trường, ví dụ bây giờ các bạn đầu bắc chân nam, nghĩa là khi mà chúng ta ngủ ấy, cái người con người chúng ta, khoa học người ta nghiên cứu rồi, cái đầu chúng ta quay về hướng bắc mà chân chúng ta quay về hướng nam ấy, thì cái từ trường ấy nó đi từ phần đầu, nó đi xuống cái phần chân, thì bao giờ chúng ta ngủ ấy, nó có cái cảm giác là như nào, khỏe hơn, ngủ sâu hơn, cái giấc ngủ chúng ta sâu hơn, mà khi mà chúng ta tỉnh dậy người chúng ta nó khỏe hơn đấy.
nằm đúng theo cái đường mà cái từ trường trái đất nó đi, đầu bắc chân nam, đại loại là như thế, hoặc là đầu đông bắc chân tây nam. Nói chung là nhiều cái hướng mà tốt, nhưng tuy nhiên thì mình cũng nói chung cái video này mình không nói sâu về những cái chuyện đó. Những cái chuyện đó sau này mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Đại loại cái giường của em bé các bạn nên bố trí theo cái phía, một là phía bắc hay là phía nam, nó sẽ rất là tốt. Đấy, các bạn nhớ cái điểm đó. Một cái điểm này nữa, các bạn nhớ này, một cái điểm này nữa. Cái điểm này nữa thì cực kỳ là quan trọng. Tưởng là không quan trọng nhưng cực kỳ là quan trọng. Đó là cái gì? Đó là cái màu sắc mà bố trí cho cái căn phòng của em bé. Trong cái căn phòng, kể cả là những cái vật dụng, cái màu sắc nó cực kỳ là quan trọng. Thì các bạn nhớ nhé, trong phòng của em bé các bạn tránh bố trí những cái màu mà nó thuộc về cái hành hỏa, cái mệnh hỏa, nghĩa là những cái màu mà nó đỏ ấy. Những cái màu mà mình nói, những cái màu mà nó đỏ rực thì nó vô tình nó kiểu như là nó làm cho em bé nó mất tập trung, và nó cảm giác như là nó cái năng lượng nó nhiều ấy, nó gây những cái ức chế, mà nó gây ra những cái kiểu như là nó làm tăng động lên ấy, nó mất tập trung ấy. Các bạn cứ để ý đi, cái màu đỏ năng lượng nhiều lắm. Thế làm cho kiểu như là, cái thứ nhất là cái phòng học và làm việc thì nó cần về sự tập trung, đúng không? Nó cần phải có một cái gì đó nhẹ nhàng, nó thoải mái, đúng không? Cái điều đó là cái điều quan trọng. Tóm lại, các bạn tránh những cái màu đỏ rực ra nhá. Và cái phòng ngủ thì các bạn nên là có những cái màu như kiểu là màu trắng hay là những cái màu vàng nhạt này, hoặc là cái màu lục này. Những cái màu đó ấy, nó kích thích cái sự sáng tạo. Nó làm cho em bé nó cảm giác có một cái tư duy, có một chiều tượng, có một cái gì đó. Nói chung là kích thích cái sự sáng tạo. Sau này cũng có một cái video mình sẽ chia sẻ về những cái ý nghĩa của màu sắc trong phong thủy. Rất quan trọng, cái màu sắc trong phong thủy rất quan trọng. Tất cả những cái màu mà chúng ta bài trí, nó đều có những cái ý nghĩa, đều mang lại những cái ý nghĩa, những cái năng lượng. Làm sao cái quan trọng nhất ý, khi mà chúng ta hiểu về phong thủy, mình nói với các bạn nhé. Cái quan trọng nhất khi chúng ta hiểu về phong thủy là chúng ta biết làm sao chúng ta cân đong đo đếm làm sao cho nó hài hòa, để cho nó tốt với chính bản thân chúng ta trước. Đúng không? Mình phải hợp như thế nào thì mình bài trí hợp như nào thì cái tinh thần của mình mới tốt được, sức khỏe mới tốt được, tất cả mọi thứ nó mới may mắn đến với mình được. Rồi mình sẽ chia sẻ dần dần, mình sẽ chia sẻ. Đó. Tóm lại là như vậy. Các bạn nhớ nhé, cái màu sắc các bạn hãy chú ý. Các bạn chú ý đừng có tránh những cái màu mà đỏ theo mệnh hỏa, nó gây ức chế, nó gây quá tăng động, năng động, nó nhiều năng lượng, nó làm mất tập trung của em bé. Tránh cái màu đỏ ra, tránh màu đỏ rực ra. Các bạn hãy chú ý những cái màu trắng, màu lục, màu vàng nhạt. Đơn giản là như vậy. Đó. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các bạn thêm những cái mẹo phong thủy, để các bạn làm sao các bạn bày, các bạn bố trí làm sao mà cái nơi học tập, cái góc học tập, cái bàn học tập cho em bé, cái phòng để em bé làm sao nó mạnh khỏe này, nó phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, làm sao để các em bé thông minh hơn này, học hành nó tập trung hơn này, giỏi giang hơn, đúng không?
Thân ái chào tạm biệt.